Hello anh em, sau hai video nói về sản phẩm Zen Duck và Zen Can dòng Signature của iFi thì hôm nay mình sẽ kết nối combo này lại với nhau và sử dụng một vài tai nghe mình đang có ở đây để đưa ra một số đánh giá sau khi mình đã trải nghiệm. Mình sẽ vừa đánh giá chất âm của những chiếc tai nghe này khi cắm chay và khi đã cắm qua combo Duck Am Signature này để trực quan hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Nói còn một chút về combo này, nếu như anh em mua riêng lẻ Zen Duck hay là Zen Can Signature thì nó sẽ có giá là 6.500.000 cho mỗi sản phẩm. Còn nếu anh em mua một cái combo như thế này thì hãng sẽ tặng kèm cho anh em một cọng dây ba lăng 4.4mm ở cả hai đầu để cho anh em có thể kết nối hai chiếc Duck Am này lại với nhau luôn. Còn không thì anh em sẽ mất tận 2 triệu để có thể sở hữu được sợi dây này anh em nhé. Ok, thì ở đây mình đã có setup sẵn Zen Duck và Zen Can Signature lại với nhau rồi. Mình sử dụng luôn cùng nguồn iPower X mà hãng có kèm theo cho chúng ta để cấp nguồn cho hai sản phẩm này. Và mình sử dụng luôn cọng dây 4.4 hai đầu để kết nối hai cái lại với nhau. Mình sử dụng hai chiếc tai nghe full size để test. Và đây là hai chiếc tai nghe sử dụng driver từ phẳng đến từ thương hiệu Hi-Fi Man, gồm Deva và HE 4.0/2020. Nguồn phát mà mình sử dụng là laptop với pha nhạc DSD và lossless. Mình sẽ đưa ra một số đánh giá như sau theo cảm nhận của cá nhân mình khi mà chưa cắm vào combo Duck Am Signature này. Thì đầu tiên là Hi-Fi Man Deva. Đây là một chiếc tai nghe từ phẳng nên kiểu tiếng đồng thời của nó khá là tự nhiên, dễ bass đầm và chắc, đánh rất là gọn và có lực, có lượng vừa phải, đáp ứng nhanh và chính xác. Tuy nhiên thì mình cảm giác dãy sub bass hơi ngang và thiếu chiều sâu. Sang đến dãy mid nó được tách bạch hẳn so với dãy trầm, nó mang một màu khá là ấm và mượt mà. Tổng thể khá là đầy đặn, vocal nằm ở vị trí trung tâm, thể hiện được nội lực và nghe ngọt ngào, tình cảm, chi tiết tốt. Tuy nhiên thì hơi thiếu một chút sự tách lớp. Về phần trap thì nó lên vừa tới, các chi tiết được tái tạo tự nhiên, nghe khá là lan can. Tuy nhiên thì âm hình chưa được tròn cho lắm ở dãy này. Khoảng âm trường thì mình đánh giá Deva có độ rộng và thoáng cực kỳ tốt. Nó làm cho mình cảm giác được đứng trong một sân khấu với âm thanh chạy xung quanh tai. Mình đánh giá rất cao chiếc tai nghe này. Tiếp đến là Hi-Fi Man HE 4.0/2020. Chiếc tai nghe này có mức giá trên thị trường rẻ hơn Deva đôi chút. Nó là phiên bản tiếp theo của HE 4.0 cũ. Và nó cũng là chiếc tai nghe từ phẳng nhưng được turn âm theo hướng khác. Tổng thể thì nó vẫn giữ lại được độ trung tính và tự nhiên của màn từ phẳng. Tuy nhiên thì dãy bass của HE 4.0 có phần hơi mỏng, lực đánh có phần hơi thiếu dứt khoát. Nhưng bù lại thì nó lại được kiểm soát tốt, đáp ứng chính xác, có body và tròn tiếng. Về dãy mid thì nó mang một màu trung tính. Nói thật ra là nó hơi flash khi không được nghiêng về màu nào, không sáng cũng không tối. Nhưng chi tiết lại được thể hiện tốt, có sự tách lớp rõ ràng giữa vocal và nhạc cụ, nghe khá là trong trẻo và liền lạc. Còn đối với dãy trap, nó có phần hơi giống với Deva khi tái tạo chi tiết vừa đủ và tự nhiên. Tuy nhiên thì vẫn thiếu sự cao độ và mình có cảm giác hơi chói một tí. Âm trường của HE 400mm cũng khá là thoáng và rộng rãi. Bây giờ thì chuyển sang sử dụng combo iFi Zen Duck Signature và Zen Can Signature 6XX. Mình chỉ có thể dùng một từ wow khi cắm hai chiếc tai nghe này vào. Thực sự thì màu âm tổng thể vẫn theo hướng rất là tự nhiên, lớp nền trở nên sạch sẽ và tĩnh hơn, các dãy âm được cải thiện rõ rệt. Cụ thể thì đối với Hi-Fi Man Deva, bass được tăng cường nhiều hơn về lượng, sub bass xuống sâu hơn và có decay tốt, lực đánh chắc và khỏe khoắn, body rõ ràng hơn, tốc độ đáp ứng nhanh và chính xác, upper bass đánh nổi khói và tròn tiếng hơn khá khá. Về dãy mid thì màu âm được xử lý, mang một màu trong trẻo, ngọt ngào và mượt mà hơn, nhưng nó vẫn giữ lại được sự ấm áp. Chi tiết được bóc tách rõ ràng và phân loại chính xác, mang đến một kiểu tiếng trung thực và tự nhiên hơn khá là nhiều. Vocal được làm đầy đặn hơn một chút, những khoảng rung giọng, khoảng ngân nga của ca sĩ được thể hiện rõ nét và đậm đà hơn. Đến phần trap thì ở những nốt cao độ được xử lý châu chuốt hơn, càng lên cao càng được làm tơi và nhuyễn, nghe len keng chính xác hơn và đẩy những chi tiết của dãy này lên mức độ càng nghe càng dễ cảm. Thực sự nó cực kỳ nịnh tai với cái màu trung tính nhưng lại được xử lý quá là ngọt ngào. Về khoảng âm trường thì mình đánh giá nó vẫn giữ lại được không gian trình diễn rộng rãi vốn có của Deva, nhưng nó trở nên thoáng hơn theo một kiểu dễ nghe, trung thực và gần với âm thanh sân khấu hơn. Còn đối với HE 400mm, nếu tham chiếu ở khoảng cắm chay thì thực sự chiếc tai nghe này hơi thua so với Deva. Tuy nhiên câu chuyện này lại trở nên khác hoàn toàn khi mình sử dụng combo Duck Am của iFi để kéo cho em nó. Bass của HE 400mm được nhấn nhá chính xác hơn, đánh nổi khói hơn, lượng được cải thiện, lực đánh được tăng cường, tốc độ đáp ứng nhanh, dứt khoát hơn, có độ động và có chiều sâu. Khoảng mid bass có body khá là tốt, lên đến upper bass nó được làm gọn lại một chút, được kiểm soát chặt chẽ hơn để không xảy ra hiện tượng kéo đuôi. Dãy mid vốn trung tính không màu thì sau khi được xử lý, mình đánh giá nó còn đẹp hơn cả của Deva. Thực sự mình khá là thích kiểu mộc mạc tự nhiên
và thiên sáng một tí của HE4.i khi cắm qua combo này. Mọi chi tiết được thể hiện, được tách lớp và phân chia cực kỳ tốt và chính xác. Nghe những bản ballad phôi nữ, anh em mới thấy được cái độ ngọt ngào và tình cảm trong từng nốt, từng hơi thở của bài hát. Nói thẳng ra là HE4.i được thổi thấy phần hồn vào giải mid nhờ combo đắc am của iFi này. Sang đến giải trap thì mình cảm nhận nó có sự tương đồng với đề ba, âm hình tốt, tiếng sáng tự nhiên, gọn gàng và được kiểm soát tốt, nghe khá là mượt mà và dễ cảm. Âm trường cũng được cải thiện tốt hơn về chiều ngang và chiều dọc, tạo nên một không gian 3 chiều. Nó thoáng hơn cả khá so với việc cắm chay của HE4.i. À, thì mình quên nói với anh em, mình chỉ sử dụng gain ở 6dB và không hề bật equalizer nhé. Khi anh em bật EQ thì nó còn mang đến một trải nghiệm khác hơn nữa. Thực sự thì combo iFi Zendak Signature và Zencan Signature nó mang đến một trải nghiệm rất là tốt. Về bản chất, nó sẽ cải thiện tổng thể giải âm theo chiều hướng tự nhiên hơn, cân bằng và mộc mạc, có phần thiên sáng hơn một chút, chi tiết được đưa lên cao hơn, công suất lại khỏe, dư sức ly tải đa số tai nghe trên thị trường. Chưa kể lớp nền được xử lý cực kỳ chuẩn chỉ để mang đến sự sạch sẽ như cụm nguồn iPower X này. Nếu em có thắc mắc hoặc muốn trải nghiệm combo iFi hay hai chiếc tai nghe này, đừng ngần ngại ghé qua Fit Gear Shop tại 424 Lê Phong, phường 1, quận 10 nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.